Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đang có mặt ở trên mạng Internet. Hôm nay lên mạng Internet, tôi xin hát kính tặng toàn thể quý vị và các bạn với một bài hát với nhan đề Đảng độc tài vô lương tâm bán nước. Bài hát sau đây tôi xin phản đối hoàn toàn cái hành vi bán nước của Đảng Cộng sản Việt Nam. Bởi vì chỉ vì ích kỷ cá nhân của tập đoàn lãnh đạo Cộng sản muốn giữ chặt độc tài để ăn bám nhân dân, cho nên Đảng Cộng sản đã can tâm vô lương tâm bán nước cho Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trong tương lai nếu như Đảng Cộng sản Trung Quốc mà nó cai trị được đất nước Việt Nam chúng ta, thì tôi tin chắc một chắn 100% trong tương lai, chỉ trong vòng 2 đến 30 năm nữa thôi, là toàn thể nhân dân Việt Nam chúng ta, Đảng Cộng sản Trung Quốc nó sẽ biến đất nước Việt Nam, biến nhân dân Việt Nam chúng ta giống như nhân dân Tây Tạng, đất nước Tây Tạng thứ hai trên bản đồ thế giới. Và khi đất nước Việt Nam chúng ta đã thành Tây Tạng thứ hai, thì nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ chết non như nhân dân Tây Tạng, giống y như nhân dân Tây Tạng, 10 phần chết 7 còn 3. Và khi đó nhân dân Việt Nam chúng ta sẽ bị bọn độc tài Cộng sản Trung Quốc nó cai trị, nó áp bức, nó bóc lột, nó sẽ biến nhân dân Việt Nam chúng ta thành một đàn cừu non để cho chúng nó thịt ăn dần. Và lúc đó nhân dân Việt Nam chúng ta, chúng nó không cần bắn chém giết gì hết, chúng nó sẽ giết bằng các hình thức khác cơ. Chúng nó không cần đập chết, chúng nó không cần bắn chết, mà chính xác chúng nó sẽ đầu độc nhân dân Việt Nam chúng ta, để cho nhân dân Việt Nam chúng ta chết non dần, chết mòn bằng căn bệnh ung thư, bằng tai nạn giao thông, bằng nghèo đói, bằng các kiểu, chết non các kiểu. Khi nhân dân Việt Nam chúng ta chết non đến một giới hạn nào đó là sẽ 10 phần chết 7 còn 3. Tôi xin hỏi thật Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng có thương nhân dân Việt Nam chúng tôi hay không? Nếu thương nhân dân Việt Nam chúng tôi, nếu sợ nhân dân Việt Nam chúng tôi giống như nhân dân Tây Tạng đấy, nếu sợ nhân dân Việt Nam chúng tôi, nếu thương nhân dân Việt Nam chúng tôi mà thương xót cho nhân dân Việt Nam chúng tôi, nếu sợ nhân dân Việt Nam chúng tôi chết non giống như nhân dân Tây Tạng, thì hãy tổ chức từ bỏ độc tài Cộng sản, từ bỏ độc đảng, xây dựng một sân chơi dân chủ đa đảng, có bầu cử tổng thống tự do đa đảng đàng hoàng. Khi đó nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ trở thành một thiên đường của cuộc sống, sẽ không còn chặt Trung Quốc nào nó sẽ sang châm chiếm được nhân dân Việt Nam chúng tôi hết. Lúc bây giờ nhân dân Việt Nam chúng tôi sẽ làm đồng minh với Hoa Kỳ, và Hoa Kỳ sẽ giữ nhà dân chủ cho đất nước Việt Nam. Chỉ có như thế thì nhân dân Việt Nam chúng tôi mới thoát được khỏi cái cảnh áp bức bóc lột của giặc phương Bắc Trung Quốc và độc tài Cộng sản Việt Nam. Và nhân dân Việt Nam chúng ta, toàn thể nhân dân Việt Nam sẽ trở thành một thiên đường của cuộc sống, không còn tai nạn giao thông, không còn bệnh ung thư, và cũng chẳng còn nghèo nàn lạc hậu, không còn cái công lao động thấp tuyệt, ai ai cũng phải đi xuất khẩu lao động nô lệ tình dục sang Đài Loan, Hàn Quốc. Thế có đau đớn không? Ông Trọng ơi, ông Trọng hãy xây dựng sân chơi dân chủ cho đất nước Việt Nam chúng tôi, mau lên. Sau đây tôi xin hát kính tặng toàn thể quý vị và các bạn với bài hát Đảng độc tài vô lương tâm bán nước. Sao người chạy theo quân tàu, dưỡng giặc
đàn dân chủ tự do. Hãy dừng sớm một đất nước không theo tàu, để cho dân tôi được mãi mãi mạnh giàu. Làm một con dân của đất nước tự do, để cho dân tôi được mãi mãi mạnh giàu. Làm một công dân của nước Việt tự do. Thơ sau đây, mục đích chính của tôi đó là tôi muốn đặt ra một câu hỏi để cho toàn thể quý vị và các bạn trả lời rằng nếu như không có các bác anh em thì toàn thể nhân loại của chúng ta bây giờ sẽ ra sao. Chắc chắn rằng nếu như không có các bác anh em thì nhân loại của chúng ta bây giờ đây sẽ không có một nước nào đi theo chủ nghĩa cộng sản, không có một đất nước nào phải trải qua những cuộc làm thí nghiệm, làm cách mạng để thí nghiệm cái chủ nghĩa Mác Lênin vận dụng vào trong cuộc sống. Không có một đất nước nào phải chết chóc đau thương, không có một đất nước nào phải tiến lên con đường chủ nghĩa xã hội vô cùng là ngu xuẩn, vô cùng là nhục nhã, kéo dài suốt từ giữa thế kỷ 20 cho đến tận bây giờ đây. Đại đa số các nước theo con đường chủ nghĩa xã hội đều nghèo nàn lạc hậu, khổ sở, nhục nhã. Nếu không có các bác Engel thì ở trên thế giới trong thế kỷ 20 sẽ không có 100 triệu người dân phải chết chóc đau thương oan uổng ngu xuẩn chỉ vì tin nhầm, tin mù vào cái con đường chủ nghĩa cộng sản mà ông Các Mác và ông Engel đã viết và nghĩ ra. Tại sao
cái con đường cộng sản nó lại tạo nên những cái cuộc làm cách mạng gây ra chết chóc vô cùng là khủng khiếp cho nhân loại của chúng ta đến mức độ như thế. Thì theo suy nghĩ nghiên cứu lại của tôi thì chủ nghĩa Mác Lênin có hai ý sai lầm vô cùng lớn lao như sau. Ý thứ nhất đó là chủ nghĩa Mác đã khẳng định chỉ có Đảng Cộng sản mới có đủ tài đủ đức để lãnh đạo nhân dân và làm cho nhân dân sung sướng. Đây là một cái ý tưởng khẳng định độc tài một đảng lãnh đạo. Cái ý thứ hai của ông Karl Marx và ông Engels đó là ông khẳng ta đã ngu xuẩn khẳng định rằng giai cấp tư sản và giai cấp địa chủ là hai thành phần chính bóc lột nhân dân, bóc lột sức lao động của giai cấp nông dân và giai cấp công nhân. Nhưng thực tình không phải như thế. Các ông chủ, các nhà tư sản, các nhà địa chủ không hề bóc lột, không hề. Bây giờ nghiên cứu lại lịch sử, nghiên cứu lại chính trị thì theo quan điểm của tôi, chính bộ máy độc tài phong kiến cái thời đó là bộ máy chính trị. Chính bộ máy chính trị không có bầu cử tự do đa đảng, không có dân chủ, không có sự thay đổi bộ máy, cho nên bộ máy phong kiến là thành phần bóc lột chính. Khi bộ máy phong kiến bóc lột vào các nhà tư bản thì các nhà tư bản nghèo đi, bắt buộc các nhà tư bản phải hành hạ bóc lột giai cấp công nhân và giai cấp nông dân. Thế cho nên các nhà tư bản là những người trực tiếp quản lý sức lao động, quản lý giai cấp công nhân. Nhưng mà thực tình bóc lột đàn áp chính vẫn là bộ máy chính trị độc tài phong kiến thuộc địa lúc bây giờ. Khi quan niệm sai lầm đổi oan cho các nhà địa chủ, đổi oan cho các nhà tư sản bóc lột, cho nên ông Karl Marx, ông Engels đã xui bảo các nhà lãnh tụ cộng sản thời bấy giờ, đã xui dạy giai cấp công nhân, xui dạy giai cấp nông dân rằng chính nhà địa chủ, chính nhà tư sản là thành phần bóc lột nhân dân. Khi xui dạy như thế thì nhân dân đang mơ ước muốn có một cuộc sống sung sướng, đang mơ ước có một cuộc sống làm sao không bị bóc lột nữa. Cho nên đã nghe theo các lãnh tụ và làm một cuộc cách mạng giết người khủng khiếp đến mức độ bất kể những ai là địa chủ, ai là tư sản, ai có tiền mua sức lao động, thuê người lao động, khoán người lao động là giết hết. Ai không tin vào Đảng Cộng sản, không đi theo con đường Cộng sản, ai là đảng phái đối lập đều giết hết. Chính vì thế trên thế giới đã có hàng trăm triệu người dân chết oan uổng chỉ vì những cái tư tưởng ngu xuẩn, mù quáng của chủ nghĩa Mác Lênin. Thế nên sau đây tôi xin đọc kính tặng toàn thể quý vị và các bạn với bài thơ "Nếu như không có các bác ăn game thì nhân loại của chúng ta bây giờ sẽ ra sao", để cho chúng ta cùng hình dung lại. Nếu như không có các Mác Engels, năm châu thế giới không đen đổi đời, không đen đổi phải nghe lời, lý thuyết các Mác dở hơi tưởng lầm, dở hơi các Mác sai lầm, viết nên cuốn sách Lương Tâm Thương Người. Lương tâm các Mác tuyệt vời, muốn cho nhân loại sướng đời muôn năm. Nhưng vì chủ nghĩa hoái hoăm, khi đem thí nghiệm không thành cái chi, chỉ thành xã hội ngu si, dân thì khổ nhục, quan thì sướng rên. Sướng vì độc đảng triền miên, quan tham hút máu, dân đen đời đời. Chỉ vì dân chót tin lời, lãnh tụ cộng sản dở hơi tưởng nầm. Cách mạng vô sản tối tăm, bao nhiêu mạng chết sai lầm xót xa. Giờ nay cộng sản như ma, ma quỷ cộng sản chính là Satan. Satan cộng sản hung tàn, tham quyền cố vị dối gian khinh người. Cộng sản khinh cả Chúa Trời, nếu trời mà tức giận thì thôi rồi Satan. Thế cho nên toàn thể đồng bào Việt Nam chúng ta nên nhận thức lại chủ nghĩa Mác Lênin, chủ nghĩa xã hội mù quáng ngu xuẩn do ông Hồ Chí Minh đã lấy từ
châu Âu về Việt Nam chúng ta. Đây là một bãi cứt, mà bãi cứt này nhân loại tiến bộ đã chứng minh được rồi. Và như tôi đã phân tích và làm sáng tỏ, chủ nghĩa Mác Lênin không có một cái gì gọi là hay là đẹp hết. Do nhân loại lúc bây giờ, những cái thời kỳ năm 1945, 1954, đại đa số các nước ở trên thế giới cứ tưởng cục cứt Mác Lênin là một cục vàng, cho nên là cố gắng làm cách mạng để chiếm đoạt bằng được cái cục vàng đó. Thế nhưng mà khi chiếm đoạt được cục vàng đó rồi thì con người ta mới nhận thức được rằng à, đây là một cục cứt. Thì khi là cục cứt, các nước bây giờ vứt dần hết đi cục cứt đi rồi, làm gì còn mấy nước đi theo Mác Lênin, đi theo chủ nghĩa xã hội nữa. Chỉ có nhân dân Việt Nam chúng ta vẫn bị cái Đảng Cộng sản bắt cả dân tộc ăn cái cục cứt Hồ Chí Minh, Mác Lênin, tư tưởng ngu xuẩn Hồ Chí Minh. Trên dân tộc Việt Nam của chúng ta hãy vùng lên, du đổ bằng được cái cục cứt tư tưởng Hồ Chí Minh, Mác Lênin này. Quyết tâm không ai thèm ăn cái cục cứt của Hồ Chí Minh mang về cho đất nước Việt Nam chúng ta nữa. Tôi xin hết ý kiến.